Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp lạ ở vườn nhà bác Ngọ. Một tác phẩm xương cá nhìn rất là quái dị. Trông như hình một con vật và ngọn của nó được người nghệ nhân tạo tác cũng rất là đẹp. Cái ngâu và một cây lộc vừng. Một cây lộc vừng dáng song siêu. Cây sung nhìn cái gốc cũng rất là đẹp, thân cũng rất là mềm mại. Một tác phẩm xanh dáng làng. Mông tán còn đang được hoàn thiện.
Một cây lộc vừng lá dài, nhìn cũng rất dị, rất là lạ mắt đấy cây này. Rất nhiều lộc vừng ở chỗ này. Một cây sung. Cũng là một cây lộc vừng. Cái gốc của nó rất là đẹp. Một cây lộc vừng rất là khủng. Nhìn tổng thể cái này cũng đẹp. Đây chỉ là một góc vườn, không phải chỗ chính để bày những cây đẹp, mà nó có những cây như thế này. Nhìn rất là đẹp. Mà cái cây như này cũng rất là nhiều năm tuổi rồi.
Khu vực bên kia của vườn Bắc Ngọ còn rất nhiều cây đẹp, nhiều cây tiền tỷ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.